Hello, xin chào các bạn nha. Mình mới vừa ăn sáng xong các bạn. Hôm nay mình sẽ đi đi nghỉ, đi chơi một bữa các bạn, đi du lịch một bữa các bạn. Mình nghĩ hôm nay mình không có chân bò các bạn. Chân bò mình tạm gác lại những bên. Giờ mình hôm nay là mình đi du lịch biển Tây Hòa nha các bạn. Xíu nữa các bạn cùng đi với mình đi biển với mình cho vui nha. Lâu lâu thì mình cũng giải trí bữa các bạn, cũng đi thư giãn các bữa, chứ ngày nào cũng tặng bò biết là thiệt là nó cũng mệt mỏi các bạn, nên cũng đi nghỉ một bữa đỡ đi chơi, đi du lịch một bữa biển một bữa các bạn, chứ cứ ngày nào cũng ra bò biết là phải cũng cũng mệt, cũng nói chung là mình cũng cũng lâu lâu cũng đi giải trí vậy chứ các bạn, cũng đi cho vui. Để coi hôm nay mình đi du lịch biển, mình sẽ quay những cái cảnh đẹp ở biển Tây Hòa của mình cho các bạn xem. Hôm nay lâu lâu lắm rồi mình cũng không có đi biển ở thành phố Tây Hòa các bạn, không biết là đây thay đổi như thế nào. Lúc trước thì mình cũng có đi, nhưng mà thời gian nay mình cũng lo làm lụng tắc bật quá, cho nên không biết là thành phố biển bây giờ thay đổi đẹp hơn hôm trước không. Vậy như là hôm nay mình sẽ đi đến đó và quay những cái cảnh đó cho các bạn cùng xem nha, các bạn cùng xem với mình nha, thứ nó thay đổi đẹp như thế nào. Nghe người ta nói là biển Tây Hòa này đẹp lắm các bạn. Rồi, chuẩn bị xuất phát nha các bạn, mình chuẩn bị thay đồ rồi, mình cũng xuất phát đi sớm cho nó mát. Vô trống thì nén ngay vừa. Rồi, mình chuẩn bị xuất phát rồi các bạn, các bạn đi với mình nha. Hello, xin chào các bạn nha. Lại là mình ở đây. Xin chúc các bạn một ngày mới thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc và luôn luôn dồi dào sức khỏe và làm ăn thành đạt trong cuộc sống nha các bạn. Một lần thằng ngày mình cứ ngày nào cũng ra chân bò. Ở đây mình không có chân bò các bạn. Mình cái cỏ chân đen xong rồi mình cũng đi chơi thư giãn các bạn. Mình đi trên đường đi mình thấy một cái hồ các bạn, cái hồ sen rất đẹp. Mình dừng lại mình quay cho các bạn ngồi xem nè. Hồ sen rất đẹp các bạn ơi. Rất rộng các bạn. Từ đây chạy dài bên kia chắc cũng khoảng cỡ tầm 200-300 mét thì các bạn ơi. Sen đang nở bông rất là đẹp các bạn. Các bạn thấy không? Giờ mình quay cũng vẫn cũng trưa cho nên chắc cái nét nó không được đẹp lắm các bạn. Các bạn thông cảm nha. Đây là trước đây là chùa các bạn, chùa trước đây là hồ sen, đây là cái chùa các bạn, rất đẹp phải các bạn ha. Mình đi xung quanh mình quay cho các bạn xem. Đây là hai bên, đây là nhà người dân người ta ở các bạn. Rất đẹp. Chui cũng có luôn. Đủ cũng có luôn các bạn. Phong cảnh thiên nhiên hữu tình các bạn. Đúng là cả câu trong đầm gì đẹp bằng sen các bạn. Rất đẹp các bạn ơi. Đẹp mà những cái bông hoa sen nở lên đẹp, mình thấy mình ngỡ ngàng. Rất là tuyệt vời các bạn. Chùa bên kia các bạn, xa bên kia nè các bạn, nhìn nở một màu hồng rất là đẹp luôn. Bên kia là đường lộ các bạn, đường lộ Tây Hòa các bạn. Rồi mình chỉ dừng lại quay một xíu cho các bạn xem thôi nha. Bây giờ mời các bạn theo mình xuống biển Tây Hòa để tắm biển nha các bạn. Trời nóng được đây là xuống tắm biển là mát các bạn ơi. Các bạn thấy mình nha. Mình đi tới biển các bạn ơi. Bye. Leo lên tháp luôn các bạn. Tháp kinh phong. Máy bay cho nó. Cao quá các bạn.
đang ở tháp Minh Phong các bạn. Trưa đến cái mà người ta đi chơi quảng đông các bạn ơi, vui lắm. Mình vòng mà đi một vòng nữa các bạn. Bước lên. Đi biển còn cái sinh không các bạn? Không, mình đi biển ngắm cái sinh vui lắm các bạn ơi. Đi biển các bạn. Bây giờ mình vòng đem ra vòng một chút là giờ mình đang xuống biển các bạn ơi, biển sóng vỗ rì rào các bạn, không sóng quay vỗ rì rào mà sóng vỗ đùng đùng các bạn. Xuống tới biển các bạn ơi. Thời lượng video mình còn xếp hết các bạn, chắc cũng nói lời rồi. Tạm biệt các bạn đây nha. Giờ là trưa các bạn, trưa nắng lắm. Thank you.
Thôi mình xin kết thúc video đây nha các bạn. Một lần nữa chúc các bạn một ngày mới thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc và luôn luôn làm bạn thành đạt nha các bạn. Thôi mình cũng xin tạm biệt các bạn đây. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn video khác nha.